single để nói kết quả trận chung kết bên vòng bảng nhà Phan. Và chúng ta cùng đếm. And 5 4 3 2 1 và người chiến thắng là Phan Hà. Và chúng ta đã biết người vô địch đầu tiên là Poki và người giải nhì là Phan Hà. Chúng ta sẽ đến với kết quả của thể loại tiếp theo, Hip Hop. Quý Khỉ và Zizu. Công bố kết quả trận thi đấu cuối cùng. B-Boy Stockpin và November. Ờ thì Stockpin và xin mời đại diện giám khảo. Ok, B-Boy Badex, Stockpin và B-Boy November. Và chúng ta sẽ lại cùng nhau đến 5, 4, 3, 2, 1. Và người chiến thắng là cũng như là bạn nhận bằng khen.